Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc ba người trong một gia đình tử vong bất thường ở xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là do hắt người con gái cũng là người đã bị phát hiện tử vong trong vụ việc gây ra, nguyên nhân do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước đó vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 6, người thân phát hiện ông X 86 tuổi chết trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Qua nắm bắt tình hình địa bàn, cơ quan công an tiếp tục phát hiện chị H, con ông X cũng đã tử vong tại sông Thủy Lợi trước cửa nhà. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể cháu H là con của chị H cũng được tìm thấy ở đoạn sông gần đó. Qua xác minh ban đầu vào tối ngày 3 tháng 6, ông X ở cùng chị H và con trai chị H. Thường ngày ông X và chị H hay xảy ra mâu thuẫn nhiều lần cãi cọ, xô sát. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, chị H không ít lần cầm dao đe dọa giết bố mẹ đẻ hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc